Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì thời gian qua mình muốn làm clip lại rồi, tại vì bữa nay bệnh quá, mưa gió trời trời khá là mệt. Thì mình video tới mình sẽ làm clip về thả nhện nha. Thì nhện nó là mình đã ấp nở hết rồi, coi như là 90% rồi, còn số con là chưa thôi. Thì mình sẽ từ sau thì mình sẽ thả. Lý do tại sao? Thì khi mà chúng ta nuôi á, mà muốn sau này còn để chơi thì chúng ta phải bảo tồn. Thì hiện tại một số hộ đã cấm nuôi nhện, buôn bán nhện tự nhiên rồi, nhưng nếu mình không thả về tự nhiên thì làm sao nó thể sinh sản ra được tiếp, đúng không? Thì mình sẽ thả một ít. Để thấy nở rất là nhiều đấy, trong đây phải mấy trăm con rồi. Thì video tới mình sẽ làm clip về thả nhện, và cũng nhân tiện chúc các bạn năm 12 thi thật là tốt và đã đậu vào cái trường mà các bạn mong muốn và cũng là ước mơ của các bạn. Còn một số bạn thắc mắc như thế này về việc ở Sài Gòn, nếu các bạn thắc mắc là khi nào mình mới xuống dưới đó thì mình thông báo là phải tháng 7 mình mới xuống dưới đó và nhập học lại, cho nên các bạn cũng thông cảm. Thời gian này mình ở trên Lâm Đồng mất tiêu rồi, mình không có thể nào mà tự tay mình đi ship. Để ở Lâm Đồng mình chơi với Sài Gòn là mình sẽ tự tay đi ship cho các bạn. Thì sắp tới 30 tháng 4 một năm thì mình sẽ có một đợt sale lớn nữa dành cho các bạn. Thì mình sẽ vừa sale vừa tổ chức một số cái trò chơi có phần thưởng, giải thưởng là nhện thôi, thì mình chẳng có gì ngoài nhện cả. Chúc các bạn một mùa thi thật là tốt. Và nhất là những bạn có đam mê về cái dòng nhện như thế này, thi thật tốt và đạt được ước mơ của mình, sẽ kiếm được nhiều tiền và đã thực hiện được ước mơ. Xin chào tất cả các bạn.